chủ ra đây báo giá đi. Ở đấy thì khó lắm, không biết nào một lần. Đâu, cây vừa... À, 80 triệu cái này à? Cây me. Có một cây trong kia giống giống thế bao nhiêu? Cây 90 cây cao hơn, à, cây cao hơn mà có vẻ nhiều quả nhỉ? Ừ, đang nhiều quả, nhiều hoa. Đấy, bà mừng đây. Bà mừng đại gia nhất khu vực này đấy. Ui giời, không có gì đâu. Bà đọc cái số của bà luôn đi. 0949750368. Đấy, ông nào mới xem thì lưu vào nhá. Lưu vào, hôm sau có cây khác còn biết. Chợ cây cảnh vậy. Đọc lại lần nữa đi. 0949750368. Số đẹp hết. Cô mừng, cô mừng. Mình ra chợ Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội nhé, chứ không phải là Hồ Chí Minh thôi. Còn ai thích thì ship vào thì ship được. Ship đấy. Ở đâu cũng ship được hết. Đấy, còn cây này. Cây này. Cây này 50. 50. Đẹp rồi. Các thể loại từ mấy trăm cho đến từ mấy trăm nghìn, từ mấy trăm nghìn đến mấy trăm triệu cũng có. Đến tiền trăm triệu. Đó, dành nhiều hoa quá. Nhiều quả, quả. Quả đấy chứ. Đây đấy, toàn quả. Ví dụ những cây nhỏ nhỏ này. Cây này là 600 nghìn, tả nước rồi. Nghìn. Đấy, cái này 600 đồng giá. Đấy, 600. Đồng giá 600, đơn 500. 500. Tùng 700. Dưới 400. Dưới 400. Đấy. Vừa gọt cần thăng. Cần thăng núi này 400 cây. 400, nói chung là rẻ. Hai cái thủy 700. Nói chung 400. Nói chung là rẻ nhất là 400 trở lên. Ừ. Khoảng đấy. 400 trở lên. Tùng cối này thì bao nhiêu? Tùng cối 700. 700 một cây. Rồi, 50 còn la hán mà cỡ to to này, cao cao này bao nhiêu? 80 một cây, 90 một cây, như cây kia đúng không? Còn cái cây thấp thấp này thì thấp đến khoảng 55 triệu. 55 à? À. Hay quá. Một loạt đấy ra đi cũng khá khá đấy chứ nhỉ. Bên này là hàng Vinh Sam ấy. Sam núi, sam trái. Đấy, sơ sơ đúng không? Nhiều lắm, thích cây nào gửi alo thôi. Rồi, đang tầm nắng thế. Đấy, cây bồ đề này thì bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, cây kia. Cây này 5 triệu. Tiểu. Ra đây giá cả. Ra đây xem thì sướng hơn, dễ hơn. Quay sơ sơ để mọi người biết thôi, thông tin. Đấy, chứ còn cây cây này. Xăm núi 10 triệu. 10 triệu, cả hay luôn. Đấy, sơ sơ cái thằng tí nữa quay kỹ, để bà cứ đi vào đây. Không tí nữa không, cứ đi ở đây lượt lượt, không tí nữa quay kỹ lại. Ừ. Không cứ hỏi bà thế chết mệt. Cái này đây. Cái này 700 cây, cái này là hồng ngọc mai. 700 một cây hồng ngọc mai. Lắm. Đấy. Đi một lượt báo giá xong rồi. Xong rồi tí nữa quay chi tiết, xong rồi tha cho bà nghỉ. Phải đi giới thiệu cho hàng. Đấy, ví dụ Linh San này thì bao tiền cây? 7 triệu cây, cái 6 triệu, cái 7 triệu, cái 8 triệu tùy theo. Đấy gì cây này gì? Cái đấy 7 triệu. 7 triệu. Cái 8 triệu. 8 triệu. Cái loại này 1 triệu. Và đấy. Đều đồng giá. Loại này 1 triệu. Đấy. Đồng giá hết. Bồ đề này. Bồ đề 12 triệu. 12 triệu. Đó. Tùng La Hán thì bạt ngàn cả rừng đây. Từ 3 đó triệu mà. Cho đến 100 triệu. Đấy, từ 3 triệu đến 100 triệu. Ngoài ra còn khế khiết, nói chung là cây gì cũng có. Loại Tùng La Hán này 1.7 một cây. 1.7 một cây. Đấy. Đó. Còn cái này đây thì cứ 6-7 triệu, 7-8 triệu tùy theo cái cây một. Đây xem cứ to này, đấy đẹp đấy chứ nhỉ. Khế gần 4 triệu rưỡi, 4 triệu. Đấy, 4 triệu rưỡi một cây, khế gần 4 triệu đến 4 triệu rưỡi. Đấy, nhiều lựa chọn lắm, một dãy đây. Một dãy đây, đấy cái cây me này này, 90 đây này. Đấy, 90, hoa lắm hoa lắm quả. Đấy, lắm hoa lắm quả, lắm hoa nhiều quả, đấy, nhìn thấy luôn nhá. Nhìn thấy luôn nhá. Quay thế cũng là quả luôn. Đấy, cây trực này thì bao nhiêu? Thấp thấp này. Ôi, 72 cây. 72 cây đúng, 2 cây giống nhau đấy. Này. Cây trong à. 25 triệu. Còn cây một kia là 25 triệu. Cây này 15. Cây này 25 triệu. Ừ. Đấy, 15 triệu. Siêu đây. Còn xanh này cứ bình quân 9 triệu, 10 triệu đô. Đấy, cả đôi luôn. Cả đôi luôn. Đấy, nhiều lắm. Nói chung là rừng vào đây thì đấy, ui, mật quế thơm quá. Đấy, cái me nhá. Đường kính trên 20 nhỉ? Đường kính trên 20. Sạch sẽ, già mịn. Đấy, cây này đẹp, đẳng cấp hơn cái kia nhiều. Mịn, tai tán mịn, mịn màng rồi. Nó xài lắm, cái yến quả ấy. Nó già nó chín, nhưng mà đi ô tô, đi cầu nó cũng dụng nhiều. Và còn ít, đang là lúa hoa 2, thứ 2 đây. Đấy, nhìn chân bệ rất đẹp, chân bệ đẹp. Cao từ mặt chậu lên khoảng 2 mét. Có được không?
Từ mặt chậu lên đấy. À, từ mặt chậu lên đâu? Lên ngọn đấy. 2,5 mét không hết. 2,5 mét à? Vào quá nhỉ. Thoải mái kìa. Đấy, sân rộng rộng đẹp đẹp nhỉ, cho vào nhỉ. Đến ai cũng thích ngó. Chân mẹ mặt nạ cũng đẹp. Chân thân xoáy thân. Đấy. Hai cái này 70 cây kia 25 triệu. Hai cây nhỏ đằng sau. Đấy. 2-3 cây là được cái nhà to rồi nhỉ. Tùng là hán. Cây này 25 triệu, cây kia 70 triệu. Đấy. Rồi. Từ từ cứ đi từ từ. Đây đây, cái đôi này giống nhau rồi. Cây bên này và cây bên kia làm đôi, hai cây đổ sang đối diện nhau làm một đôi thì đẹp. Mà bao giờ mua một đôi nó cũng rẻ hơn một cây. Đúng rồi. Đấy, la hán. Các thể loại nhiều. Từ dưới rẻ rúm cho đến dãy khế, dãy khế. Dãy khế gần này. Đấy, bây giờ mới đi quay lại chi tiết tí. Không được chi tiết lắm đâu, nhưng mà thôi, cố gắng lượt. Đấy, cây tùng ấy đẹp đấy. Đấy, tán sung xuê đầy đặn. 50 triệu. Đấy, 50 triệu. Cây này 45 triệu. Đấy, còn cây này có 45 triệu này. Này, mà bác nào để làm đôi nhà thờ hay là cúng tiến đâu đẹp quá. Đại gia nào chơi thì khỏi miễn bàn rồi. Nhưng mà ý là cúng tiến thì đẹp. Cúng tiến đẹp. Linh sam đấy, vừa mới hết một lứa hoa đấy. Hạ thu đông lúc nào hoa đang quả. Đấy, chuẩn bị ra lứa hoa mới. Rất quả đi để ra. Quả như quả me nhỉ. Giống ăn được ấy. Quả như quả me. Bà con về mua về cứ rất quả lại ra hoa tiếp. Đấy. Quả đây này, con thích chơi quả thì để nhá. Quả này nữa. Đây, đây có cái lá hán giá trị. Đấy. Chân trực. Đấy. 90 triệu một cây. Đấy. Từ 3 triệu cho đến 1 cây. Đấy. 3 triệu đến 100 triệu. Hai mươi triệu một đôi. Nâu, ở chỗ nào? À. Hôm kia thì đôi mai cổ kia gì? Nhìn cứ như đôi của vua Bảo Đại chơi nhỉ. Mua của. Đấy, còn cây tùng này. Cây này á, cây này 80. 80. Cây này mịn màng. Mịn màng, 6 cây nhô. Đẹp tuyệt vời. Đây tán đầy đặn sung xuê rồi. Tùng lá xanh liễu như lá kim cương. Ừ, đấy. Bán rất là rẻ, hợp lý giá. Buôn tận gốc bán tận ngọn rất là rẻ. Ừ, đấy. Không được qua tay ai. Buôn tận ngọn bán tận gốc chứ. Gọi là lỗ làm lãi đấy. Đang ế đấy, đang bán tháo đấy. Ra nhanh kịp. Bán tháo lấy tiền mua ô tô. Ừ. Hay quá. Mua ô tô chở cây á. Mua ô tô để chở cây. Đấy, cứ làm là mấy con siêu xe chở cây cho nó êm ái. Đề 12 triệu, đề dáng làng đẹp. Mấy cây chậu hay nhổ cỏ mà nhìn sạch sẽ nhỉ. Đẹp đấy. Góc đế đại vương. Và góc đế đại vương còn giá thiếu niên nhi đồng. Giá cái này rẻ không ấy. Đấy. Cái này được 18 triệu. 18 triệu. Chơi bê thế. Mua từ trong miền Nam ra. Đấy. Nam Điểm xuất khẩu xong vào miền Nam xong rồi lại nhập khẩu về. Đấy. Hà Nội. Đấy. Đây. Cây này. Đấy. Hạt rẻ. Cây gần bên cạnh 15 triệu. Cây trục cây cho đến 12 triệu. Cây găng kia to to thì bao nhiêu? Cây to củ củ lấy cây con chục triệu. Còn cây bên cạnh 15 triệu. Đấy, cây găng này, 10 triệu. Cây này là 10 triệu. Cây này 15 triệu. Cây găng.
đúng rồi, găng tu vú. Đang hỏi cái găng ấy. 12 triệu. 12 triệu à? Ở đây còn cái này 10 triệu. Cái găng cái hoa vàng đúng không? Hoa vàng đấy. Hoa vàng. Này nở hoa vàng rối như rối. Hoa đẹp lắm, hoa vàng, hoa to. Thế đây. Đấy, ghế me rất nhiều. Bồ đề. Ừ, cây đấy cũng đẹp. 15 triệu. Cây này mà nhỏ nhỏ tí thì bê được thì tốt. Đích bê được. À, cây này nhỏ nhỏ tí thì xin bà bê về, nhưng mà nó quá khổ so với nhà đang ở. Này phải mấy người, hai người khiêng, hai người khiêng nặng. À. Rất nhiều. Quan trọng giờ có yêu cầu cây gì là có cái đấy. Em cứ cầm thăm củ này. Đấy, cây đấy bao nhiêu tiền? Cây củ này là một củ à? Đấy, một củ của nó cuộn tròn như thế. Ý là nó giá tiền một củ. 11 triệu. À 11 triệu. 11 cây một củ 11 triệu. Cây từng lượng tính là phải 18-20 triệu. Đấy, còn cây đấy thì bao nhiêu? Con đấy thì bao nhiêu? Đấy có 90 đấy. Có 90 thôi nhỉ. 90 thì qua bán 3 cây này rồi. 1 cây, 2 cây, 3 cây liền kề là hết tiền rồi. Kinh nhỉ. Nhiều tiền thế nhỉ. Mỗi cây 90. 3 cây 240 rồi. Ừ. Anh Tư tặng thêm 1 cây mộc con. Và làm ăn thế thì 240, 3 cây bán là hết tiền rồi. Và xem có 10 âm lịch họ mới trả lại. Xem có cách nào bày cháu làm ăn với. 240 đấy. Yên chí. Bằng cả ký ba tên vào đấy rồi. Yeah. Trời ơi, bán thế thì sợ quá nhỉ. Hết tiền. Để năm 10 âm lịch đi cổ quay về gọi nhà mới. Ở đấy, cây dưới này thì bao nhiêu? Cây dưới này 4 triệu quay đôi mai đi. Đôi mai á? 10 triệu. Đôi mai đâu? Đấy, đôi mai. Đây. 20 triệu đôi. 10 triệu đấy, quay. Đôi dáng cổ của vua Bảo Đại chơi ngày xưa đây. Ở nhà công tử Bạc Liêu. Vâng, bên trong là mua của nhà công tử Bạc Liêu 50 triệu đôi. Ừ. Công tử Bạc Liêu. Đốt tiền nấu cháo đấy, đốt tiền nấu chè, tếu táo cho vui tí các bạn chứ còn đấy, ổi đây, đấy, cái gì bán rồi, cái này à bán rồi, đấy, đẹp chưa, bán mất rồi, thơm, mai. Mai thơm thế nhỉ? Đứng cạnh cây mai thơm quá. Rành rành cây nào cũng nhiều hồ quả nhỉ? Cứ ngâm nước cả là... Cứ về đổ nước ngâm là có lắm quả. Hoặc là đào ao trồng bờ ao được. Đây là cây bonsai xanh, sắc đéo. Đấy, rồi, cơ bản là như vậy. Nhiều lắm, nên là quay một lúc là hoa mắt rồi. Cứ đến tận nơi mà xem mà lựa thôi. Giấy Mỹ đây. Nhiều lắm. Một cây này mà hàng miền Nam. Cây đẹp phết không? Cũng được. Đang bảo lệnh làm thằng em nó bọc lấy về nó làm đá rồi. Đúng rồi, phải làm đá. Làm đá xong là cái bẻ bay bay. Ừ, thì được chứ còn để này thì nó hơi thô. Bình thường. Trái hết. Ok bà đấy. Đấy, cây nghệ thuật này thì cái này á, cái này 9 triệu. 9 triệu. À, nhìn ghê nhỉ. Như thế là thác đổ khiếp. Cái này 5 triệu. Trái, xăm trái ở đây xăm mục. Ông nào có cây nào khoảng độ 50 một 100 triệu và để rẻ cháu nhá. Rồi. Ok. Em bán vừa tặng. Đấy. Được yêu ái lắm các ông ạ. Mà ra mà giới thiệu của người nhà của cái thằng này thì chắc có khi được. Rồi, có tặng được rồi. Đấy. Đã yêu đãi. Đấy. Tặng. Mua được tặng thêm một cây. Đấy. Đấy, mua một tặng hai đấy. Tính tiền ba. Ai làm thế? Ai làm thế? Nói vui. Nói vui, ơi cái cây này hay chứ nhỉ? Đồ thác đổ nó đẹp già
thôi. Thế là tạm tạm đấy, quay cho người ta thèm thèm tí người ta đến. Alo. Quá kỹ rồi. Ok đấy các ông ạ, đến xem nha.